Thấy cong vòng không? Dạ, dạ đúng rồi. Phải cong không bà con? Cong mà nó bung ra ngoài luôn hết rồi. Thấy không? Nó thành nó đi gì nè. Nó đi vòng qua gì nè, nó mới lên trên đây. Ở đây nó cong xuống đây. Chứ không phải nó đi thẳng gì đâu. Thấy cong không? Tụt quần xuống chút gì? Bác sĩ có cho mổ không? Hả? Nó lạch qua hết bên hết trơn rồi. Hả? Bác sĩ có cho mổ không? Mổ được. Chỉ đi khám thầy Lan thôi hả? Cúi xuống nữa. Cúi càng thấp càng tốt. Cái này mới thấy rõ ràng, nãy nó cong dọc. Đúng rồi. Hả? À. Này thấy rõ luôn. Cọc quá. Thẳng chưa bà con? Thẳng rồi. Thẳng rồi hả? Ok. Đứng dậy. Chắp tay lên. Ừ, nó đi bác sĩ. Nghe gì không? Bà cúi xuống đây. Còn đau nhức gì nữa không? Cúi mạnh xuống. Rồi. Đứng dậy. Còn đau gì nữa không? Không hả? Sung sướng quá ha. Cảm ơn tôi rất là nhiều. Bà không biết cảm ơn Chúa miếng nào đâu hả? Bà đạo Chúa nữa. Hả? Không phải chưa? Cái đó, bình thường chưa? Mới được chứ. Bây giờ đang đi mua đó. Mua đây là dư.